khỏi thử tấm chén lên coi. Chà, có lý, có lý. Sao nãy là ăn nghe mùi khét anh ơi? Nó hơi khét chút. Thử tấm chén phải dứt phát rồi đây nè. Dứt phát mới được. Em mà nó hơi khét. Em nhưng mà nó hơi khét. Nó hơi khét bên cả nhà ơi. Hơi khét. Ở chỗ nào khét quá mình không ăn. Ở đây thèm cơm cháy cả nhà ơi. Đúng rồi, ăn kho quẹt, cơm cháy. Rau à, củ quả luộc. Dĩa chà bá vậy là hai chồng ăn ứ hự luôn rồi. Thôi không bẻ rau lan đâu gì hết luôn. Mời cả nhà ăn cơm cháy kho quẹt dưa leo luộc bầu luộc với cả nhà cà với hai vợ chồng nhà Hoàng Minh cả nhà ơi. Rồi. Wow, kho quẹt bây giờ nó ngon, nó sắc ngon rồi đó cả nhà, nó kẹo tiêu nha cả nhà, tiêu tiêu sọ đó, tiêu trắng. Mình ăn mình để sẵn vậy á, khi nào cần xài cái mình mới đập dập ra. Chứ không có xay nhuyễn luôn đó nha, đập dập thôi. Đó, tiêu. Giờ tới hành nha. Wow. Nãy ông bẻ mấy chớn hả không? Ừ, mới bẻ mà không cháy gì đó. Rồi, bỏ vô luôn. Xanh có, đỏ có luôn. Xanh có, đỏ có. Đó. Rồi vậy là mình có một nồi kho quẹt rồi cả nhà ơi. Luộc rau củ đó cả nhà. Trời ơi, luộc củ. Đậu bắp. Này không có rau. Quá trời luôn nè, một chảo luôn rồi. Nước sôi rồi cái mình bỏ vô nè. Với miếng muối vô. Sôi ngược lại cái mình bỏ thêm tí xíu đường vô nha cả nhà. Ăn cho nó giữ cái màu xanh đó, nó không có bị xuống màu đó. Như đây là ăn với cái nồi kho quẹt nè. Kho quẹt có chưa? Kho quẹt mới làm sơ sơ hà, để luộc rau xong rồi mới làm cho nó kẹo lại. Chào cả nhà, hôm nay hai vợ chồng nhà Hoàng Minh làm món đồng quê dân dã nha cả nhà ơi. Tự nhiên hôm nay ổng đòi ăn kho quẹt cả nhà. Rồi thôi thì kho quẹt thì phải đi kèm với cơm cháy. Đây là cái nồi cơm nè, cái ruột của nồi cơm điện nó bị hư cái vỏ đó cả nhà. Rồi mình lấy cái ruột lại mình xài. Mình nấu cơm cơm cháy nồi. Đó giờ mình xay vòng 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 nha, mình dặn lửa thật nhỏ, mình xay vòng vòng, nước nó cạn á. Nấu cơm nước nó cạn rồi giờ mình xay vòng vòng đặng cho nó có nguyên về cơm cháy. Còn này là thịt ba rọi nè cả nhà. Mình mua về mình sơ chế, mình rửa giấm muối rồi cho sạch sẽ cho nó trắng nó sạch. Giờ mình xắt ra cục cục vậy đi. Với có tỏi nè. Tỏi mình đập dập bỏ vô nguyên tép rồi đặng hồi mình xào cho nó ra mỡ ra đồ đó, cho nó vậy mùi thơm. Chứ nếu tỏi mà mình sợ mình đập, mình đâm nhuyễn rồi sợ nó bị khét. Ở này là cái phần tôm khô nhỏ nè, ngâm cho sạch nha. Đó. Kho quẹt thì phải có tôm khô vô nó mới ngon. Này rau củ quả nè cả nhà. Củ quả thôi chứ không có rau. Dưa leo, đậu bắp, hủ qua, bầu. Quá trời rồi một rổ rồi cả nhà ơi. Tính bẻ thêm rau lan nữa mà thôi. Nhiều đây là hai vợ chồng ăn mệt xỉu rồi. Ăn cô bằng quên lối về luôn rồi, thành ra không có bẻ rau lan. Rồi cơm cháy lên nè ông. Rồi, khởi khởi cắm chén lên coi. Chà, có lý, có lý. Sao hồi nãy làm nghe mùi khét anh ơi? Nó hơi khét chút. Thôi để dưới ghế. Để dưới ghế cả nhà ơi. Thôi. Khởi cắm chén phải dứt phát rồi cả nhà. Ha ha ha.
mới được. Ồ, ngon anh ơi. Êm êm mà hơi khét. Êm nhưng mà nó hơi khét. Gấp lại đi. Nó hơi khét bên cả nhà ơi. Hơi khét. Để chỗ nào khét quá mình không ăn. Đơn giản. Bữa nay thèm cơm cháy cả nhà ơi. Đúng rồi, ăn khô quẹt, cơm cháy, rau, củ quả luộc, dĩa chà bá vậy là hai vợ chồng ăn là ứ hự luôn rồi. Thôi không bẻ rau lan đâu gì hết luôn. Mời cả nhà ăn cơm cháy khô quẹt, dưa leo luộc, bầu luộc với cả nhà, ủa với hai vợ chồng nhà Quang Minh cả nhà ơi. Phải có miếng ghiền, củ ghiền. Củ ghiền mình ăn mỗi ngày á. Ngon quá. Củ ghiền ăn nó tốn sức khỏe, xương khớp rồi nó cũng cứng cáp. Mình ăn thấy hiệu quả. Ngon quá anh ơi. Muốn ăn cơm trắng ăn ngon chứ. Không ăn cơm cháy đi. Giờ thấy cơm cháy là thèm rồi. Ăn đi. Nếu cơm cháy thì mình cũng có làm rồi, nhưng mà bây giờ mình làm lại. Mình cấp trước cho làm ngon quá, trước làm chảo hả? Đúng. Thôi kiểu gói làm chảo đi. Ở nhà biết không, làm cơm cháy chảo thì nó còn kỳ hơn. Tại vì mình phải nấu cơm chín xong rồi mình mới ép vô chảo. Bữa nào mình chịu khó cực chút đi làm bù lại chứ cơm cháy như vậy thấy cũng mình ăn ngon nhưng mà thấy á cả nhà thấy không có hấp dẫn, nhưng mà mình ăn thì nó cũng ngon á, tại vì nó không có được nguyên miếng á. Cáo lỗi cùng cả nhà, nóng quá rồi thằng gia ép cái chảo cơm cháy cũng hơi làm biến một chút. làm biến thất bại vãi luôn. Sao phải làm bù lại mới được. Tính chủ yếu bữa nay là khô quẹt với là củ đồ chấm nè. Đó. Ngày nội cái dĩa rau củ không là mình ăn cũng đủ rồi. Ngon. Đậu bắp à. Thấy bà này có đậu bắp bà bán ở trồng vườn á, mà lên để đi ngang mua rồi nó để một thiệt không. Ngon quá. Ăn có rau củ này thôi là đúng rồi. Cắn miếng ớt không, cái bầu chút xíu xíu à. Ngon. Ôi nhỏ mới ngon, cái nước nó kẹo kẹo ha, nó ngon. Ôi ôi có chịu nổi không nè con em, nó ngon. Mua 20.000 thịt cho bá rỗi hả, nó ngon dễ rồi. Không có nhiều, mua 20.000 á chồng đủ ăn rồi. Quá ngon. Ngon quá. Cái mình già gân yếu, thấy cơm cháy vẫn khoái, ngộ quá. Rất ngon. Cái này ra mà ruộng mà ngồi ăn còn ngon nữa nha cả nhà. Gió hiu hiu ha. Trời ơi ăn xong có ngã ra cái bờ mẫu ngủ luôn.
cũng khác bên đây. Nhưng mà giờ này ra ngồi chắc chết. Bị giá này mình ăn là 11, 12 giờ rồi, 11 giờ mấy rồi. Giờ này ra ruộng ăn cái người ta nói mình hơi tinh tưng à. Nó kẹo nè, nó nhiễu. Vậy mới ngon á. Vậy mới đúng khô quẹt á. Ngon quá cả nhà. Ngon quá ngon. Sao làm đừng làm biến. Chỗ khó rồi, thất bại rồi, làm biến. Làm biến thất bại. Nhưng mà cũng ăn cũng ngon. Nó không đẹp á. Tại vì cả nhà biết không, mình làm cơm cháy chảo á, mình ép cơm. Chứ mình không có như hàng quán ngoài chợ mà ép xong rồi nó nạo bỏ cái mặt, mặt trên không có, mình lấy hết. Thành ra cái cơm cháy chảo của mình tuy là cơm cháy chảo nhưng mà nó vẫn có độ dày như nồi luôn. Làm thì nó hơi cầu kỳ lắm. Nhưng mà có thể là để là nó nửa tiếng đồng hồ nó không mềm ấy cả nhà, là tại vì nó giòn tự nhiên. Nó dày á, nó giòn tự nhiên. Cái này cũng vô mình ăn được cái dầm ngoài à. Chính giữa nó khét rồi. Kiếp trước làm chảo ngon. Làm nguyên miếng hấp dẫn. Ốp lại như cái bánh xèo vậy, ngon lắm. Mà bạn bè nó cứ rủ lại nhà làm hoài. Làm hấp dẫn ngon quá. Rủ lại nhà làm. Ngon quá. Cái bầu này luộc ngọt quá. Vừa chín tới. Quá ngon. Ngon là không nói thành lời luôn á. Bữa qua cũng ngon lắm cả nhà, không có đắng. Chung vậy hấp dẫn ăn ngon, nội dĩa dĩa rau củ mình không cũng đã. Tính bẻ rau lan. Cả thìa rồi vô thêm nữa. Nhiều quá rồi. Ăn hết để chiều không mới ngon cả nhà ơi. Tôm khô. Ăn ngon á, cả nhà mới không, toàn là đũa đứng mà chứ không có đũa nằm. Đũa đứng đó mà, gấp lìa á. Không có đũa nằm luôn á. Kệ mà, được ăn ngon là hạnh phúc mà.
mà những món ăn này nó tự tay mình làm, củ quả là tự tay mình trồng nữa, còn gì bằng. Ăn ngon quá hết muốn nói chuyện luôn. Clip tới đây hết rồi cả nhà, xin hẹn lại clip sau nha cả nhà. Xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ xin chào cả nhà. Dạ bye bye.